Ba nhớ có cái đợt mà cái lúc mà bà chưa mua Castellan đó, mà tôi mua về xong tặng tôi mấy cái mini này, bắt đầu tôi tặng lại bà đưa cũng thích ghê luôn. Xinh ghê luôn mà tặng mấy cái ống cây như này nè, các bạn có thể bỏ vào giỏ mà mấy cái túi mà đi du lịch đường này kia thứ á, xài rất là tiện mà rất là gọn luôn. Mà em nói thiệt với mọi người luôn á là em này là xài siêu ok luôn á, rất là đẹp. Cái phấn má hồng này các bạn hỏi là có bị bề trên da không? Dạ không nha, em này là chất cực kỳ mịn luôn nha mọi người ơi. Đó, mà cái màu hồng bây giờ thiệt là mặt ai cũng make up rồi, sợ đánh lên thì nó lại hơi lố. Mình test lên trên tay cho bà coi nha. Đây. Mình đó. Có cái tờ giấy trắng không? Test hết từng bảng màu lên á. Đây. Chắc là nó đánh đèn dữ quá nó không thấy. Đây để tôi xin tờ giấy trắng á. Mọi người đợi em xíu nha, em xin tờ giấy trắng nha mọi người. Mã 1, màu hồng có kiềm dầu. Bà ơi, vốn dĩ phấn phủ là phấn phủ có kiềm dầu nha. Cái màu tím hay là màu hồng vì nó chỉ là hỗ trợ thêm cho những cái vấn đề về da khác với bà thôi, chứ chủ yếu nó vẫn là hỗ trợ kiềm dầu cho mấy bà nhá. Rồi, nhanh chóng lên đơn liền nha, cục xì dầu ơi, mới trả đây, rồi đó, nhanh chóng chốt đơn ngay. Không thấy đâu, đây. Tôi test lên trên tờ giấy cho mọi người coi cái bảng hồng nó nha. Cái bảng đang ghi lên với bà sẽ là bảng phấn má hồng nha. Bảng phấn má hồng và phấn mắt được luôn. Ví dụ như cái bà nào mà tông make up của mình là tông hồng ấy, da mình tông lạnh, tông hồng ấy thì chốt màu số 01, bảng màu số 01. Còn của mình là da mình da vàng nè, da hơi ấm nè thì mình chọn cho cái bảng số 02 nhé. Đang có giá tốt của bà từ 460, chỉ còn có là 253k và còn hỗ trợ phí ship nữa. Đúng rồi. Mọi người bấm vào trên hình đó, hình sao quà tặng về như thế này nha mọi người nha. Quà tặng thì không có hiển thị không đồng trong đơn, nhưng mà mình nhận hàng về quà tặng sẽ đi kèm cùng với đơn hàng cho cái bà luôn. Bà baby boo ơi, nếu mà da bà dầu vùng chữ T còn má là da khô thì bà phủ phấn vùng chữ T không? Không cần phủ cái vùng khác. Ví dụ như tôi cũng chỉ phủ vùng chữ T thôi, chứ còn mấy vùng khác tôi cũng chả thèm phủ làm gì hết. Chỗ nào mình có dầu thì mình phủ, còn không thì thôi, chẳng cần đâu. Với lại lúc đó là make up á, mấy bạn cũng đều sẽ là cấp ẩm cho da nè. Đúng đó. Cái bảng này là bảng màu hồng nha mọi người. Đó, mọi người có thể anh giúp cận giùm em cái màu hồng này nha. Cái này cái xoài đang quýnh là bảng màu hồng nha mọi người. Đó, cái bảng màu hồng giùm xoài nha. Rồi, mình vừa có một bảng vừa làm phấn mắt vừa làm phấn má, đồng thời được tặng thêm 2 phần quà nữa, chỉ có giá là 253k. Mọi người quan tâm cái này đây, rồi cái này là bảng màu hồng nha, để rồi xoài test cái bảng màu vàng màu cam còn lại nha. Phấn má da ngâm nên mua màu nào? Màu số 2 rồi, chốt màu số 2. Bây giờ chuẩn bị là xoài sẽ chọn, xoài sẽ test lên một cái tờ giấy màu trắng luôn cho bà dễ hình dung về màu nhé. Nó sẽ mịn nhẹ nè, nó sẽ che nhẹ lỗ chân lông với bà. Màu thì màu tự nhiên, nó không bị quá chóe, nó cũng không bị quá lố trên da. Đồng thời nó sẽ mỏng mịn, nó không có bị bay phấn trong cái quá trình mình sử dụng, đúng không? Dạ. Dù đó, sao cái bảng này em cũng test rồi thì nhà test lần có tặng em này về không? Kỳ quá. Hồi đầu tôi nhớ là có một cái hộp quà rất là bự luôn ấy. Hồi đầu tôi nhớ một cái hộp quà. Aslan đâu có tặng em đâu. Hả? Xin kiếp đi, nói tiếng Anh, xin kiếp đi. Xin liền, nói tiếng là Nghĩ Hạo, Nghĩ Hạo, đâu có Nghĩ Hạo má. Nghĩ Hạo má. Quả hãnh hạo. Quả hãnh hạo. Và mọi người ơi, bạn đang ghim lên nha. Bạn này vừa tông make up là tông hồng, hoặc là tông lạnh thì chọn màu số 1. Còn bạn nào mà da ngâm ấy, khi mà tông ấm thì chọn màu số 2 nha. Hôm nay giá Grand Trung Quốc mà kêu nói tiếng Anh. Hôm nay giá chỉ có là 253k thôi. Và mọi người sẽ được tặng thêm tưởng một brand, mini biết serum dưỡng môi cùng với lại một kem nền dạng lỏng lâu trôi luôn. Là tặng kèm trong đơn hàng tưởng cho bà luôn. Brand kêu nói tiếng Trung. Thì về cái phấn má và bản phấn mắt này, nó sẽ mịn màng, đẹp da như thế nào ha. Mịn mua nhẹ, phấn phủ lông, chân lông. Mua phấn phủ có được tặng quà nha bà. Có, phấn phủ cũng được tặng luôn. Phấn phủ, bây giờ phấn phủ dạng bột là bà sẽ được tặng kèm cái son với lại một hũ phấn phủ dạng bột mini. Ê, đây mọi người, phấn phủ là tôi luôn. Đây tôi cho mọi người coi nha. Đây là màu hồng, đây là bảng màu hồng, còn đây là cái màu cam nha các bạn ơi. Màu hồng đây, còn đây là màu cam. Đây cho mọi người xoài test 3 màu lên tay cho các bạn, lên giấy cho các bạn xem nè. Số 1, số 2, số 1, số 2. Da nào mà tông lạnh lạnh thì chốt cho tôi mã số 01. Còn da nào chắc mà tông Trung Quốc chắc không biết đâu hả? Thì chốt mã số 02 nha. Chắc brand chung không biết đâu chị hả? Chị mở. Chắc brand không biết đâu hả? Rồi, nhanh chóng lên đơn thiệt liền hả? Nha. Rồi, ngoài ra mình sẽ có chỉ không hả? Chị? Ok, vậy.
xinh. Rồi, ngoài ra mình sẽ có phấn bạn phấn kỳ bột luôn. Mình sẽ có phấn phủ bột luôn trong live ngày hôm nay nha. Cũng là deal mua 1 tặng 2 cho mọi người. Chuẩn bị lên deal rồi đó, lên deal giùm em đi chị ơi. 3, 2, 1, lên deal. Mình lên deal má hồng đúng không? Hay lên deal à, cái con phấn phủ bột này hả? Trời ơi, con phấn bủ phủ, con phấn bủ đây, cái con mà thích lắm nè, lên liền cho bà luôn đó. Cũng xinh nè, được mà thì thấy rồi đâu phải nhiên. Hồi nãy nha mấy chị, không có điêu đâu, nhưng mà thấy mọi người quan tâm dữ quá nên là xài xin thêm điêu cho mọi người nhé. Ok rồi, bây giờ mình sẽ lên em phấn phủ bột của nhà Caslin nha mọi người ơi. Em này là tôi cũng có xài ở nhà luôn á, tôi xài cái loại màu trắng. Lên cái điều trước cho mọi người nha, hôm nay mua 1, tặng 2, mua 1, tặng 2. Trời ơi, tặng 2 gì vậy? Tặng 2 luôn. Tặng cái này là 1 mini serum dưỡng môi cùng với lại là 1 mini phấn phủ. Ồ, trời. Đó là mình có thêm cái hộp phấn phủ mini nữa mình mang đi. Brand please give her the... This... She really like it. Hay quá và chất nghiêm ha. Rồi nhanh chóng nha mọi người, với mảnh đang ghim lên. Mình sẽ mang về là 1 hộp phấn phủ bột. Giá bình thường 2 củ chiếc. Cái hũ này nó to gấp đôi bình thường vậy bấy. Giật mình chứ. Hũ đi bao nhiêu gram? Ủa là sao ta? Ý là nó là nặng gram hơn đúng không? 18 gram với 8 gram. Ủa ở nhà tôi là tôi xài hũ này á. Thì nó là bản nâng cấp rồi á. Ừ, ý là mình bị, mình cảm giác rồi. Ủa sao cái hũ này hiện chưa thấy nó bự quá à? Cái này chắc là dành cho mấy bạn mà kiểu hang đi make up cho khách á. Mã đang ghim lên là mã 8 gram nha mọi người ơi. Hôm nay mua. Cảm ơn bạn nè. Nên mua nén hay bột vậy chị ơi? Chị ơi nên mua nén hay bột? Nên mua nén hay bột hả? Thật ra mình thấy hai cái nào cũng cần thiết hết trơn á. Ví dụ như xoài thì thường sử dụng bột quá, khi mà xoài vừa mới đánh nền xong để có thể giữ cho lớp nền của mình nó lâu trôi hơn. Sau khi mà ví dụ như mình đi ra ngoài đường mà sau một khoảng thời gian dài thì nếu mà mình đi ra ngoài đường mình không có tiện để mình sử dụng bột thì mình sẽ sử dụng nén để có thể là phủ lên cho cái lớp nền của mình nó thấm dầu. Đúng. Nó ráo hơn cái lớp nền của bà. Ngày hôm nay thì nó thấm dầu rồi hay là phấn bột thì đều có giá đó của bà thì luôn bạn bè cũng hỗ trợ nhau khúc gãy thấy coi. 219 gram mấy bạn có mua 1 tặng 2, mua 1 tặng 2. Kìa có một bạn comment rất là đúng luôn, nén phủ vùng chữ T, bột phủ sâu cùng toàn mặt, chính xác luôn, đó là cách tôi hay làm á. Tôi thì tôi phủ hết toàn mặt luôn, tôi đánh nền nhưng mà tôi phủ phấn bột toàn mặt luôn. Nhưng mà tại vì tôi phủ cái kiểu dạng đa số là kiểu dạng vùng chữ T nhiều hơn, còn những cái chỗ này là tôi phớt phớt thôi à, cho mặt nó hơi khô khô xíu thôi. Không, ý là bình thường nếu mà muốn cái nền mà nó giữ lâu luôn á là thường là phủ bằng bột phấn nén trước ở đây nãy tao nói á. Xong rồi phủ lên phấn bột ở nguyên cái mặt mà phủ mỏng, cái phần phấn bột mỏng thôi, không cần quá dày đâu. Tại như bình thường tao cũng sử dụng rất là mỏng luôn. Ví dụ như là bình thường mình dùng á thì mình sẽ đổ, tại em này em nhà Caslin mình rất là thích luôn rồi, tại vì kể cả mình có dùng rất là nhiều brand kiểu cũng dạng là hàng gọi là hàng kiểu hàng high end đi, thì mình thấy là kiểu dạng nhiều khi thiết kế là kiểu dạng mình nó không có cái nắp á, nắp để đậy lại á, nên là đó là khi mà bắt đầu là mình vừa mới mình mở cái nắp ra thôi á là nó đã bị bung bét hết rồi, nó bị đổ ra rất là nhiều rồi. Nhưng mà nhà Caslin đó là thiết kế là có cái nắp che này, nên đây là thành ra là khi mà mình sử dụng mình chỉ cần bật cái nắp, bắt đầu mình đổ ra cái này là bắt đầu xong, bắt đầu á lúc mà mình dặm phấn rồi thì một cái tip mà mình được chỉ lại là kiểu dạng các bạn dặm phấn xong bắt đầu sau đó là bàn tay, xong bắt đầu các bạn đánh ở trên mặt á thì cái phấn nó sẽ được tản đều ở trên cái bông mút hơn, cũng như là nó sẽ giảm được cái lượng bột mà kiểu dạng mình chấm hơn đấy. Thì cái lớp đương nhiên khi mà mình dặm phấn thì cái lớp nền của mình nó cũng sẽ mỏng hơn rất là nhiều, lớp phấn cũng mỏng hơn rất là nhiều. Tự nhiên lớp nền. Rồi bây giờ là mình qua deal với lại kem nền luôn nha. Hiện tại là các bạn cũng đang quan tâm kem nền rất là nhiều nè, đếm được bao nhiêu mình lên deal luôn nha. Trời ơi. Bình ơi. 3, 2, 1 lên deal. Chị Bình ơi, cái này xong hết rồi. Chị Bình ơi, cái này xong hết rồi. Rồi, kem nền của nhà cấp thì này sẽ có 2 dòng nha. Có nắp đen là bản kìm dầu và nắp trắng là bản cấp ẩm dành cho da khô nha. Nên là các chị có thể là comment ngay bên dưới nếu mà nền da mình muốn là nền da như thế nào nè. Rồi, và màu dành cho là bản ẩm mịn B01 là cho chị nào mà thích mà mình tông da gọi là thiên về là ánh sáng da, da mình cũng như là tông da
nha xứ đó thì mình có thể là chọn là B01 ha, còn là cái tông tự nhiên sẽ là B02. Còn chị nào mà tông da của mình là hơi nhau một tí thì mình có thể chọn là W01 nha. Ok rồi, nếu mà bạn nào mà muốn kiềm dầu thì các bạn có thể lựa chọn những cái dòng nắp đen dùm xoài, còn như bạn nào mà muốn da ẩm mịn, cái nền ẩm mịn thì các bạn có thể lựa chọn cái nền cái nắp trắng, nắp trắng dùm xoài đi ha, nắp kem dùm xoài đi. Ví dụ bạn nào mà da khô á, thì nên sử dụng lựa chọn những cái em như thế này nè đó. Còn như bạn nào mà da mà quá là đổ dầu thì các bạn là vui chọn lòng là dọn dùm xoài cái nắp đen dùm xoài nha mọi người. Xoài ở nhà là xoài sử dụng cái em này nè, xoài là có sử dụng cái chai này ở nhà luôn. Bà nào mà follow tôi là mấy bà biết là tôi có xoài em này liền luôn, mà như là chai này cũng sắp hết rồi. Có bạn hỏi là kem nền che phủ ok dùng gần hết rồi, hết chai rồi à, bạn đang khen về sản phẩm. Mà trong live ngày hôm nay của xoài chỉ có 244k, mua một nhưng mà tặng hai nha. Wow, tặng cho mình làm một là mini tốn phủ cách lần với lại là một bông trang điểm cho mình nha. Dạ đúng rồi, mình là mình mua hai chai hả, là mình mua một nhưng mà mình được tặng là hai, là mình được tặng là cái bông phấn nó cũng là to to như này nè, sau đó là một cái hũ phấn phủ ra bộ size cái phiên bản là nhỏ nhỏ nữa. Ô cái này tôi đang xài nhẹ bà. Ừ, em cũng đang xài này ở nhà. Cái độ che phủ của nó rất là ok nha, cho nên là chị nào mà làn da của mình có một tí khuyết điểm đi chăng nữa là mình vẫn sử dụng em này nha. Từ kem nền mấy bạn nên lựa cái tông mà sáng hơn da mấy bạn chút xíu, để chút xíu nữa nó cong nó xuống vừa là nó tệt lên cái nền da của mấy bà luôn. Đây, cái bản nắp vàng là các bạn ẩm mịn nha, bà là da khô nên xài cái bản mà nắp vàng vàng hồng như thế này. Còn bà nào mà da đổ dầu nhiều á thì nhớ xài cho tôi là cái bản mà nắp màu đen như thế này, nó sẽ hỗ trợ kiềm dầu tốt hơn cho mấy bà. Ok không? Bây giờ bây giờ với giá đang tốt, giá hôm nay nhiêu bà? À, giá ngày hôm nay 244k. Wow, đang mọi người coi giùm tôi cái tag trên đây nè. Cái tag trên đây là đang bán với giá rẻ nha mấy bà ơi. Đang bán với giá rất tốt luôn. Rồi có chị Thủy hỏi là da khô dùng mã 3 có nên dùng kem dầu không? Mã số 03. À, bạn ơi da khô mà xài kem dầu gì bà? Chị ơi, nếu như mà chị muốn sử dụng cái bản kem dầu nhiều khi á, da mình da khô nhưng mà bôi lên thì nó lại bị cái cảm giác là hơi rít rít khó chịu, tại vì những cái sản phẩm thường là dành cho da khô nó sẽ có cấp ẩm. Mấy bà bình thường thôi. Tại vì là cái phấn phủ của nhà Caslin đã kềm dầu sẵn rồi. Đúng. Cho nên là các bạn mà da khô thì mình xài phiên bản bình thường thôi. Còn kềm dầu nó nâng cái độ kềm dầu tới tầm 150%. Cho nên là cái nó sẽ là khá là hơi ráo quá to lên với lại cái làn da của bạn da khô. Mấy bà nè, coi nè cái dạng này nè. Mấy bà bơm lên nha, đó nó sẽ là cái dạng lỏng như thế này. Nó rất là dễ để mấy bà blend trên da ha. Rồi nhanh chóng đi. Đây cho hàng xóm em được không? Đang xóm em cũng đi làm á. Nói tiếng Anh đi, nói tiếng Trung đi. Please sao đây hồi nãy nhãn hàng hồi nãy có give boyfriend quá trời rồi. Hà Nội thì mấy ngày nhận được ạ? À, đợi chút tôi check thử cho bà. Tại vì là các lần sẽ gửi từ bên phía bên Trung Quốc qua cho mọi người, cho nên sẽ cũng sẽ lợi là khoảng là từ 5-7 ngày, nhưng mà là tầm 10 ngày được một cái là mình sẽ được hỗ trợ phí ship luôn. Chính xác rồi. Giá rất tốt trong live ngày hôm nay còn được tặng quà nữa mấy bà ơi. Ngày hôm nay nha, mấy bà mua một chai kem nền dạng lỏng lâu trôi, mình sẽ được tặng thêm một phấn phủ Caslin 1g với lại là một bông phấn nữa, một cái mousse để mà mình blend đó. Cái nền trên da của mấy bà đó được tặng luôn. Hôm nay mua một tặng hai. Giá chỉ có trong livestream của xoài thôi, mấy bà nhanh tay lên đơn nha. Rồi da hỗn hợp thì nên dùng phấn nén màu tím bản nào ạ? Phấn nén da hỗn hợp thì màu nào cũng được luôn nha bạn ơi. Tại vì là phấn nén thì mình sẽ phủ vào những cái vùng như là dưới mắt nè, hoặc là vùng cánh mũi đó, thì bạn có thể là chọn màu nào cũng được. Nếu mà có khuyết điểm trên da, ví dụ như là da của mình màu da mà hơi không đều màu nè, đó muốn là làm đều màu da thì có thể chọn màu tím. Còn nếu mà da của mình là hơi tối màu, muốn da rạng rỡ thì mình có thể chọn màu hồng nha. Rồi bạn 0% nói là nền ý ạ. Nền à, 0% da trắng vừa xài màu nào nền ý ạ? Nếu mà muốn là cái tông tự nhiên. Tên nếu mà hiện tại bây giờ đây có mấy tông vậy ta? Tại vì đây có 4 tông đối với là phiên bản là ẩm mịn là B01 nha, B02 với lại là W01, W02. Nếu mà muốn tự nhiên nếu nếu mà đúng rồi, nếu mà mọi người muốn tự nhiên là B02 nha mọi người. Nhưng mà B02 nếu mà nãy xài nhìn ra bên ngoài cái B02 nó cũng hơi trắng nha.
đúng rồi, nhưng mà là cái hơi không, trắng thôi, nhưng mà từ từ nó cũng sẽ xuống tông. Đúng, nói chung là mình khuyến khích mấy bạn nên chốt cái mã B01 với B02 đối với da là da khô nha. Tại vì vốn dĩ là dù có là da tự nhiên, khi mà mọi người đánh cái lớp nền cũng sẽ muốn là cái lớp nền nó tệt lên trên làn da, nó xuống tông chút xíu thì nó sẽ vẫn còn giữ cái độ sáng cho làn da của mấy bà. Chứ nếu như mấy bà mà chọn luôn cái màu là tông da tự nhiên á, nhiều khi nó lên trên da hồi nó xuống màu cái là nhìn nó hơi tối, nó lại không được đẹp nữa. Nha mấy bà ha. Rồi, chị Si hỏi là da hỗn hợp tiên dầu thì nên dùng phấn nén màu tím bảng nào? À, hỗn hợp tiên dầu chị ơi, màu nào cũng được luôn ấy, tại vì là phấn phủ với lại phấn nén nếu như là trong cái mức makeup của mình á, mình chỉnh chu hơn thì mình có thể là chọn cả hai. Tại vì là phấn phủ mình phủ toàn mặt, phấn nén thì mình sẽ là phủ cho cái vùng nào đổ dầu nhiều, ví dụ như vùng cánh mũi hoặc là vùng dưới mắt nha. Rồi, da mấy bà sáng vừa thì nên xài màu nào ạ? Chị ơi, da mà sáng vừa ấy, chị xài cho em sáng vừa là cỡ nào chị? Sáng vừa là cỡ nào chị có thể là xài da gì, là da khô hay là da khô hay là da dầu? Sáng vừa thì mình nếu mà da tông da của mình cần tông da nhà mình á, mình có thể là chọn cái màu tự nhiên như là nờ, như là nước lưu. Không, nó hơi ngâm tí, mình có thể chọn là B02. Ừ, rồi, có cái chị đâu rồi? Ô mới đang nhảy lẹ quá ta. Rồi, Nguyễn Thị Hòa nè, chị ơi, da ngâm tông lạnh nên dùng kem nền màu gì? Da chị da khô hay da dầu? Nếu như da khô á, chị xài kem B02 đi. Còn nếu như mà da chị là da dầu á, chị xài kem là B01 nhá. Thì khi mà lên trên da của mình á, nó sẽ vừa hỗ trợ cái vấn đề da, nó sẽ cấp ẩm cho da khô. Còn nếu như mà da dầu thì nó sẽ được kiềm dầu, đồng thời nó sẽ tệt xuống cái làn da của mọi người, nó vừa phải. Da dầu thì mình chọn giúp em là bảng màu đen. Bảng màu đen. Còn da khô thì mình chọn giúp em là bảng màu trắng nha, cái nắp trắng nha. Da kiềm dầu nên là rồi đọc cái của mình này rồi đúng không bạn? Nền nắp đen B01 cho da nào? Nền nắp đen B01 là da dầu. Và tông sẽ là gọi là sáng mực tông nha. Nên là chị nào mà với cái makeup của mình, makeup đu dinh các kiểu á, thì mình có thể chọn là B01 nha. Lưu ý giùm em nè, lặp lại một lần nữa nha. Chị nào mà da dầu, đổ nhiều dầu, siêu nhiều dầu luôn thì xài cho em cái bảng nền nắp màu đen. Còn chị nào mà muốn cấp ẩm cho da, da bị có vấn đề khô thì chọn cho em là cái bảng nền nắp màu hồng, màu vàng nha chị nhá. Kem nền, kem lười của nhà Caslin không có nhanh xuống tông nha. Tại vì đã nói kem lười mà thì nó sẽ là tone up cho da của mình, cũng sẽ giữ cái lớp nền cũng khá là lâu nha chị ơi. Rồi nhanh chóng Hồng ơi, tất cả những giá của Caslin trong giỏ hàng đều đã được trợ giá rồi. Và mã này em thấy cũng có quà luôn á, không phải một quà đâu, tận 2-3 quà trở lên. Nên mọi người quan tâm thì nhanh chóng một chút ngay. Phá makeup đổ khóa mà nó có nhũ. Lắc lên. Nó sẽ có nhũ giúp cho cái lớp makeup của mình nó có cái độ căng bóng. Mình sẽ bả lên chút cái mặt và mình tôi bị trôi bớt rồi. Tôi bị trôi bớt rồi. Xịt đi. Em thích mình lì. Vậy lên tay đi, lên tay đỡ cho mọi người. Hoặc là các bạn chị có ơi, test là qua xịt khóa makeup. Ok, nhanh chóng nha các chị ơi, có thể là comment ngay bên dưới. Nền nó cái này nó có nhũ không chị? Dạ đúng rồi nha bạn, qua nó hơi da kiểu trắng sứ nha thì mình sẽ là chọn là B01. Còn nếu mà các bạn muốn tông tự nhiên hơn là chọn B02 nha. Còn W01 nó sẽ dành cho da ngâm. Đây, mới xài cái khóa nền Goblin Wing nha mấy bà ơi. Nó sẽ giúp cho cái lớp nền mình có cái độ căng bóng hơn. Nhẹ lắm chị, nó vừa phải, nó không có phải là không có bị quá lên máy rồi. Xịt lên tóc máy rồi. Giờ tóc được tinh linh luôn. Rồi, ở Bình Dương nào có hàng chị ơi, đều sẽ là vận chuyển từ nước ngoài về, cho nên mình sẽ nhận hàng cho em là từ 5 tới 7 ngày nha chị ha. Dạ rồi. Nền nắp đen B01 cho da nào ạ? À? Dạ trắng sáng nha chị nha. Da thường nên dùng kem nền bảng nào chị ơi? Nếu như da thường. Kỳ quá, ta để da thường thì mình xài nắp vàng hay nắp đen gì đều được hết. Tuy nhiên là cái tông da của chị như thế nào, nếu như muốn mà nếu như là tông da tự nhiên muốn sáng hơn chút xíu thì nên chọn cái tông màu B02 nha. Rồi tranh thủ đi ạ, comment ngay bên dưới ở Bình Dương. Dạ chị Ly Ly ơi, ở Bình Dương là mình cũng sẽ là từ 5 tới 7 ngày như vậy luôn nha. Rồi, da nền lì như hôm nay xinh nè. Lên cái điêu của cái này cho ta. Chút xíu nữa lên tới giờ á. Lên điêu để xem coi là có điêu không nha. Muốn test hả? Rồi ở Bình Dương nào có hàng về ạ? Dạ chị ơi, đều sẽ là vận chuyển từ kho nước ngoài về, cho nên là mình sẽ nhận hàng cho em từ 5 tới 7 ngày nhé. Mọi người lưu ý là ngày hôm nay quà tặng sẽ không có hiển thị không đồng trong đơn đâu. Mọi người chốt đơn á thì sẽ đi quà kèm với đơn của mình luôn nha. Và nhìn trên hình thấy quà như thế nào mình nhận về sẽ y chang như vậy giúp em. Và giá này chỉ có trong livestream của xoài non. Nên mọi người nhanh chóng mình lên đơn giúp em trong thời gian này nha. Rồi da giống xoài chọn nền màu gì ạ? Da giống xoài nên chọn màu gì đây? Nếu mà các bạn mà muốn nền giống xoài thì các bạn nên chọn một B01 nha. Xoài cũng đang xài cái B01 ở nhà. Mình đang lấy cái này để cho anh hàng xóm. Da xoài là da khô hay da dầu ta? Da xoài là da dầu vùng chữ T, nhưng mà không phải là kiểu quá khô.
dầu vùng chữ T không quá khô, cho nên là xài đang xài màu nắp vàng luôn mấy bạn. Đó để vừa hỗ trợ cấp ẩm nè, đồng thời là mình có thể sử dụng thêm phấn phủ nén cùng với lại là phấn phủ bột để mà hỗ trợ cho cái vấn đề đổ dầu vùng chữ T ha. Rồi màu tím da thường xài nắp nào? Phấn phủ em là hả? Dạ, màu phấn phủ nén. Bạn nào mà da mình không đều màu, bị sậm màu á thì xài phấn phủ màu tím giùm em. Mà phấn phủ hay phấn bột gì đều xài màu tím được luôn. Còn màu muốn da của mình nó hồng hào hơn á thì mình có thể là chọn cái tông hồng nha. Dùng cái nào để da đẹp giống anh Trực vậy chị ơi? Hả? Nhiều lắm. Nhiều lắm, nhưng mà xài tôi thấy là xài lấy cái màu mà B01 cái bảng nắp vàng về cho Trực rồi đó. Ừ. Rồi, tóc búi Hàn Quốc hợp ta. Bà xài bà làm gì không đẹp đâu, bà nói tôi nghe coi. Da khô chọn nắp trắng nha. Rồi, áo trễ vai có trong giỏ hàng không? À, dạ có luôn á, trong giỏ hàng có, chốt đi. Em thấy có hai bản tím. Dạ, mình sẽ có là một cái là nén, một cái là nèm, một bản nén và một cái là bản phấn bột ấy. Nếu như mà mình muốn, mình như hồi nãy á, các bạn vào, mấy bạn mà chị, mấy chị mà makeup artist á, hay vô kêu là để mà hỗ trợ kiểm soát cái vùng dầu chữ T thì các bạn xài cái phấn nén. Rồi để mà phủ cho toàn mặt luôn, các bạn xài phấn bột nha. Rồi 5 giây đếm ngược mình qua brand luôn nha. 5, 4, 3, 2, 1. Qua điều. Rồi, okay, nãy okay. Giờ rồi, cấp, bây giờ cầm cất cái đó đi, em cầm. Chị Bình ơi, nãy giờ make up rồi thì bây giờ tới dưỡng da nha mấy bà nha. Kim flash nha mọi người. Cái này là chắc phải nhờ chị Nghi hả? Chị Nghi là làm về đồ skin care nhất nè. Chị Nghi. Đây. Hết đi. Lên skin care. Chị Nghi có thể, tôi là có thể đắp mặt nạ mỗi ngày, nhưng mà tôi sẽ không thể nói chuyên sâu về mặt nạ và tư vấn cho các bạn được. Để chút mình có điện thoại. Chị Nghi cứu em. Nhưng mà mình sẽ test thử luôn cho mọi người coi cái chất của mặt nạ ngày hôm nay nha. Ok, hello mọi người. Lại đây, đây. B5 EGF Complex Mask cho mấy bà luôn. Hỗ okay, trợ sáng đạn. Da, cấp cái mặt nạ B5 này á thì công dụng của nó đây. Hỗ trợ sáng da và cấp ẩm nha. Ở trong này thì cũng không, B5 là phục hồi. Đúng, trong này là ẩm. Có niacinamide nữa có chị. Có nữa mà chị nên sáng da. Thì niacinamide á thật ra là công dụng của niacinamide là sẽ hỗ trợ những bà mà có những cái vết thâm do mụn hoặc là do nám, thì niacinamide sẽ có công dụng là hỗ trợ làm sáng những cái vết thâm của mấy bà, và bên cạnh đó là B5 thì có công dụng phục hồi. Thì bà nào mà da mụn mà vừa mới đi treatment xong rồi hoặc là điều trị xong rồi. Đúng rồi, thì mấy bà phải xài cái này cho tôi. Da sẽ hỗ trợ làm dịu, phục hồi da yếu do treatment, da sâu peel hoặc là mới laser rồi đúng lặn rồi, phi kim hay gì đó. Trong này nó có là pentanol, tức là B5 nó tới 1000 PV. Đúng rồi, đúng rồi. Nên là hỗ trợ riêng gọi là phục hồi sâu cho làn da của mình. Bà nào, mấy bà có thể là lên trên mạng, mấy bà có thể tạm thời là nhảy ra ngoài, mấy bà tìm kiếm thông tin về cái mặt nạ này rồi. Thì mấy bà sẽ biết là hàng xịn nha mấy bà. Bây giờ tụi tôi sẽ đổ hàng ra. Hàng xịn giá tốt nha mấy bà. Bây giờ sẽ đổ ra cho mấy bà coi cái tinh chất bên trong nha. Đây, theo như là những cái lần mà tôi đi coi. Chêm cái cận nè. Theo như là một số tip mà để mà mình đắp mặt nạ thì đầu tiên là mọi người nhớ lấy cái dưỡng chất ra để mọi đúng người rồi. Bôi lên trên mọi da người trước. Bôi lên trên da trước. Sau trời ơi quá trời, dưỡng chất rất nhiều nha mấy bà nha. Dưỡng chất rất là nhiều nha mấy bà. Mà nó đặt nó kẹo lại luôn nha mấy bà, tại vì thành phần chính của nó vẫn là có HA và B5 ở trong này, nên là đây mấy bà thấy không? Phục hồi da nè. Đó. Đồng thời cái... hỗ trợ sáng da và cấp ẩm cho da. Ôi nhiều quá chị ơi, quá nhiều rồi. Ê mấy bà nói thiệt luôn á, mấy bà cầm ở ngoài mấy bà sẽ cảm giác được cái độ nặng của cái bịch mặt nạ này nha, ngoại trừ cái phần mà mặt nạ giấy ở trong này á, thì cái phần mà tinh chất á mấy bà có thể sờ ở đây là sờ thấy rõ luôn là nó lỏng bỏng luôn á nha mấy bà. Và thêm nó rất là nhiều luôn á. Cái phần mặt nạ bên trong sẽ được làm từ chất liệu tơ sinh học nha, rất mỏng đúng. Nhẹ luôn để mà hỗ trợ thấm tốt cái tinh. Mấy bà biết á, tơ sinh học nó sẽ khác với là những cái mặt nạ vải bình thường ở chỗ nào, đó chính là cái thứ nhất là kết cấu của nó rất là mỏng, rất là nhẹ, và nó có thể bám sát luôn cái khuôn mặt của mấy bà. Ví dụ như là cái mặt của mấy bà vô ở không, cứ ngồi bình thường đi lật khung vô ok rồi. Về em này á thì những bạn nào mà da mà đang treatment này hoặc là da sau peel, hoặc là những bạn nào mà bắn laser thì các bạn cũng có thể là sử dụng em này để có thể làm dịu da luôn. Đúng. Bởi vì em này là còn là giúp tăng sinh collagen và cũng như là elastin
Elastin hả? Trẻ hóa, trẻ hóa bóng da, làm tăng bóng làn da. Có nghĩa là khi mà mấy bà đắp cái này vô nha, là ngày hôm sau mấy bà sẽ cảm giác được là da của mấy bà nó sẽ căng ra một chút xíu luôn á. Là tại vì cái dưỡng chất trong nó sẽ có tăng sinh collagen cho mấy bà. Những cái bà nào mà da đang khó chịu hoặc là đang có bất kỳ cái vấn đề nào thì mấy bà có thể xài cái mặt nạ này giùm tôi. Và giá này rất tốt cho mấy bà. Đúng, nha. Giá quá tốt. Cho mình lên deal đi ạ. Lẻ 5k 100. Cho bao nhiêu miếng mặt nạ? 10 miếng mặt nạ. Vậy trung bình một miếng bao nhiêu ạ? 10 ngàn. Đúng, một miếng chỉ có 10 ngàn thôi mấy bà. Vì nó nhỏ thế hả? Quá đã. Ủa, nhỏ hả? Và theo như một số anh chị đi trước, ví dụ như bà xoài là ngày mới đắp 2 cái. Đúng. Ngày mới đắp 2 cái mặt nạ nha. Mọi người biết ai là người bắt đó đắp một ngày 2 miếng mặt nạ không? Cái đây cái quản lý ngồi kế bên chị luôn. Xin lỗi mấy bà. Xin lỗi gì? Chậm vía vậy thì da cũng là bắt tôi như vậy đây là đó là da của mình rất là chậm vía luôn á, chứ hồi trước tôi rất là hồi trước á là mấy bà ơi coi chừng hết điêu nha, tụi tôi còn lên lật ngược lại đây, cái này nó bị lỗ chân của bà gì hả? Ừ đó rồi cái câu chuyện ngày hôm nay trợ giá rất tốt với bà luôn, giá từ đầu 2 cho combo 10 miếng chỉ còn có 105k, mang về cho tôi là 10 miếng. Đắt đã không? Quá đã luôn, 2 combo luôn mấy bà ơi. Mấy bà nào mà kiểu là có thời gian ở nhà nhiều như tụi tôi á thì một ngày 2 miếng là bình thường luôn nha. Buổi sáng trước khi mà mấy bà đi làm á, mấy bà có thể đắp một miếng. Mấy bà áp cái này lên, xong rồi mấy bà để khoảng 15 đến 20 phút mấy bà gỡ cái miếng mặt nạ này ra, rồi mấy bà sẽ bắt đầu là serum rồi kem chống nắng, rồi là bắt đầu là make up như bình thường đi làm. Đó. Thì cái việc mà cái mặt nạ này nó dưỡng ẩm á, nó sẽ giúp cái nền của mình nó cũng sẽ chắc hơn nữa mấy bà. Cái này là nói thiệt, cái này rõ ràng. Mấy bà mà đắp mặt nạ trước khi mấy bà make up đi, mấy bà sẽ cảm thấy rõ luôn cái sự khác biệt. Đúng rồi. Và nếu mà các bạn đắp mặt nạ trước khi mà make up á, thì cái lớp nền của các bạn chắc chắn là khi nếu mà bạn nào mà biết đánh nền kỹ nè, nếu mà bạn nào mà da mà kiểu dạng là nhiều khi là các bạn ngủ mới lạnh á, thì nhiều khi là lúc mà mình tỉnh dậy mình hôm trước mình không skin care đi, hôm sau thì cái da mình sẽ rất là khô. Nên là trước khi make up á thì các bạn nên đắp một mặt nạ để khi mà mình đánh lên á, lớp nền nó cũng kiểu căng mịn hơn nè, cũng như là kiểu dạng là giữ cho lớp nền được là sẽ tránh cái tình trạng là sẽ bị mốc nền, đúng không ạ? Sản phẩm này không phải là hàng Việt Nam nha mấy bà, đây là hàng của bên Hàn Quốc nha mấy bà, được sản xuất tại Hàn Quốc của công ty ở Hàn Quốc luôn. Thì tụi tôi là sẽ chỉ liên kết với lại TikTok shop và tụi tôi đưa cái deal đến cho mấy bà thôi, chứ này không phải là hàng Việt Nam đâu nha, nên là mấy bà yên tâm. Và mọi người nhanh chóng lên đơn nha, tại vì chuẩn bị 5 ngày ngược là mình sẽ đúng qua rồi. Rồi. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, qua đi. Đưa con sản phẩm về thử không? Chị Bình ơi. Rồi, lên cho em cái điều chia tiếp theo chia mọi người nha. Tâm về nhà chia. Đúng. Lưu ý nè, dù là cái điều mặt nạ qua nhưng vẫn sẽ có điều tốt trong cả hàng cho mọi người. Đây. Đây. Lớp gì đây, chị thôi. Lớp ly CC. Đây. Mấy bà ơi, lớp ai mà không biết cái này. Lên cái giá trước đi. Đúng, lên mấy bà, lên cho mấy bà trước cái giá. Đây, 4, 3, 2, 1, lên điều. Đây, 195k. Quá rẻ luôn á mấy bà. Đây, bên cô xoài, nhân phẩm của xoài không tốt, 209. Bà nào mà giá thấy giá 195k hoặc là giá rẻ hơn thì nhanh chóng chốt đơn đi ạ. 195k. Đây, đây là cái dòng serum có chống nắng, có hỗ trợ tone up. Đây, tôi sẽ xịt ra cái chất cho mấy bà xem nhé. Nè. Cái này mình sẽ thấy cái texture nó sẽ có. Nè mấy bà, nó sẽ hơi hồng hồng nhẹ cảm giác, nhưng mà nó sẽ không đặc như là kem nền đâu nha mấy bà, tại vì nó vẫn là serum, chất của nó vẫn là serum thì nó rất là dễ thẩm thấu vô trong da của mình. Nè. Cái này tôi hơi nhiều, tôi xịt hơi nhiều, xin lỗi mấy bà. Nó màu cam thấy cái gì em không thấy được cái đường nữa. Lên nhẹ. Đây, lên cho mọi người nha. Đây, chị thấy. Nó sẽ tone up lên nè. Đó, mấy bà thấy không? Xin lỗi nha, tôi nhìn tone up cũng không rõ ràng lắm. Tại vì sao ông chậm biết là da chị Nhi rất là trắng, nên thành ra mà để mà nói mà thấy được cái trên cái này da tone up thì chắc nhưng là... mà nó cũng, nó mạnh là nó. Tại vì em này nó sẽ kiểu dạng không nó phải là nó chị. Không, nó không hề bớt. Nó không hề vừa vô là nó rút vô liền. Tại vì chất của nó là serum nha mấy bà. Nó không phải là kem chống nắng, nên là mấy bà sẽ không có lo về cái việc mà nó bớt rít hay gì cả. Nó là serum, nó thấm vô rất là nhanh. Đây không, cũng rõ ràng nha. Nó sẽ nó... có niacinamide để hỗ trợ sáng. Đúng rồi, nó vẫn sẽ sáng lên. Không, bên này thì không thấy rõ lắm. Cái mã đang ghim lên cho mọi người là sẽ có SPF 50. Đúng rồi, nó là tới SPF 50 cộng. Và BA 3 cộng nha. Đúng rồi. Chống nắng vật lý, chống nắng phổ rộng, chống những cái tia
tia UV, tia sáng xanh, tia cực tím rồi này nọ luôn cho mấy bà nha. Rồi chai cái này sẽ là 30 gram cho mấy bà ha. Cái chai nó bự lắm mấy bà, nói vậy thôi chứ cái chai nó to lắm, to đùng nè. Xài mình lấy lượng vừa đủ. Đúng rồi, tôi bóp một bơm này rất là nhiều luôn á. Tôi bóp một bơm này rất là nhiều nha mấy bà ơi. Nên là cái chai này sẽ xài được rất là lâu. Mấy bà xài cái này á, sau cái lớp toner mấy bà xịt cái này lên là nó sẽ luôn lớp chống nắng. Mấy bà có thể là thêm một cái lớp kem dưỡng ẩm hoặc là kem lót ở ngoài là được trước khi make up. Rồi nó mấy bà thấy không, trắng sáng đây không, tháo cái đồng hồ ra thôi. Sorry. Rồi nhanh chóng nha mấy bà nha. Lên trên da không có cảm giác bị vết rít khó chịu hay là tạo một cái lên những cái đường vân, lộ cái đường vân cho đúng rồi nè. Nó sẽ có hai tông rõ ràng, cũng rõ, cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà hai đây tông rõ ràng nhưng cũng không rõ ràng lắm. Không, tại vì nó không có thấy rõ. Tại vì cái thứ nhất nha là nó cũng tẹp vô da, nó cũng nè mấy bà thấy không, ở ngay cái